mình sẽ quay cách họ làm nha. Nói chung là mì và heo quay, cái da rất là giòn. Thêm một ít tỏi, hành lá, nước tương, cho cái muỗng vào rồi chế nước súp. Đây có heo quay nè, có gà nè. Mì heo quay màu sắc được đổ thêm cái nước sốt nha, nhìn đậm đà ha. Đó, mình phải trộn lên đây các bạn. Mì thôi, chỉ là mì và heo quay. Bên cạnh có một miếng súp. Còn cái phần rau thì cho cả đậu đủ sống các bạn. Giống như gọi, giống như là ăn gọi đậu đủ vậy đó. Nè, đó, đậu đủ sống nè. Salad nè. Húng quế nè. Rồi mình cứ cho vô đi, cùng trộn lên. Rồi vậy thôi, trộn lên. Sau khi mình trộn cái mì lên thì nó sẽ ra như thế này. Mình bỏ đậu ve vào và rau vào, trộn lên. Mình có kêu một chai bia Lào, đặc sản của Lào. Đến Lào mà không uống bia Lào coi như chưa đến nha. Mình không có phải lái ô tô nha, không có lái xe hơi nha, không có lái xe máy nha. Ở Việt Nam thì lái bị bắt, chứ còn ba Lào thì không có cần lái nha. Mà lái cũng không có bị bắt nha các bạn, tại bên đây biển số xe nữa, không gắn biển số nữa. Rồi mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Rồi mời cả nhà cùng mình thưởng thức nha. Mình thử xem heo quay có giòn không nha, có ngon không nha. Nè, có mỡ, có đậm đà, mùi vị đậm đà, ướp rất là đậm đà. Miếng mì à, tô này đó là 35.000 kiếp. Mình thấy ngon nha. Ở đây em mình tới Lào mình ăn, mình phải nhập tùy tục theo Lào, phải ăn sống như thế này nè. Được, 35.000. Thế ăn cũng được. Đặc biệt những miếng heo quay như này sắc rất là to. Nè, có mỡ, có rất là ngon. Bây giờ mình sẽ thưởng thức bia Lào. Đến Lào mà không uống bia Lào coi như là chưa đến. Bia Lào rất là ngon. Rồi, mời các bạn nha. Quá đẹp, quá đẹp. Có một cái cửa hàng tạp hóa, mình vào mình xem thử coi giá bán trong đây như thế nào. Có giống Việt Nam không? Đầu tiên vô là thấy bia nước ngọt nè. Sau đó là bánh kẹo nè. Mình cần mua gì ta? Dầu gội đầu ha. Đây, nước ngọt đây rất là nhiều luôn. Sữa, nước ngọt, bò húc, Thái. Đây không có dây gội đầu nha, chỉ có chai thôi, chai nhỏ nhỏ. Của này của nữ nè. Cái đây soda nè. Banh tin nè. Bằng chải đánh răng nè. 17.000 một cái. 17 kiếp. 10 kiếp. À đây, 10 kiếp đây, bằng chải đây. Đây có Colgate nè. Nivea nè.
Restorin nè. Tương ớt, nước tương nè. Bột ngọt nè các bạn. Chắc là em mua chai này cũng men nè. Có giá bao nhiêu? À 20 bạc, 20 kiếp được. Của Nam nè. Có cả nước hoa Coco nữa nè, Coco Chanel nè. Bôn nữa nè. Bỏ hút tăng lực để ở dưới nè. Này sô cô la nha. Snack nè. Tiếp tục snack. À snack đây là trên là khoai tây. Tiếp tục khoai tây. Ở đây rượu Hàn Quốc nha. Rượu Hàn Quốc. Này kính thưa các loại mì gói. Mì gói của Nhật. Chủ yếu bán mì gói của Nhật, không có bán mì gói Việt Nam. Mình thử một lon bò hút ở đây coi xem có giống bò hút Việt Nam không à. Bò hút ở đây nó nhiều loại lắm các bạn. Bò hút nhiều hương, có cả bò hút dành cho thế giới thứ ba nữa. Nhưng mình thấy cái lon bò hút này tương đối giống bò hút Việt Nam nè. Mình sẽ mua lon này. Dây gội đầu nè, nãy giờ không thấy, giờ mới thấy nè. Nhưng mà những cái nhãn hàng lạ quá. À có đi chơi à. Comfort nè. Ba món nha. Bò hút với lại dầu gội đầu với lại một cái bằng chả răng của Lào. Tổng cộng là 42. 42 kiếp. Ba món. Như vậy là mình thống kê nha, cái này 10 nè. Cái này 20 nè. Cái này 12 nè. Tổng cộng là 42. Tìm massage nha, massage chân nha. Mình sẽ vào đây mình hỏi thử coi giá cả thế nào. Đây các bạn, giá massage nè. 100 nè, 110, 120, 130, 100, 100, 100, 200, 130. Nhiều loại quá. Không biết massage cái nào. But what do you do? What is your plan here? What the hell? I cannot. I work in tourism in the whole in Europe. Oh, am I? So I have like the whole winter month free for travel. You look just, you look 25 too. How old are you? 27. Cambodia, Vietnam, maybe China. Đến Vàng Viên chơi thì ghé vào đây nha. Viva Phúc. Có bóng cười này nọ, nhà cũng mạnh. Ở đây chơi tới 3-4 giờ chưa nghỉ. Cái chỗ này thì nó cũng cách nhà nghỉ mình khá là gần nha. 50 mét đó. Mình vào đây mình thuê xe nha. Đây những chiếc xe cho thuê ở đây. 150 nha. Thêm 12 tiếng còn thêm 24 tiếng là 200.
Nên bây giờ mình sẽ vào bên trong mình cầm hộ chiếu đưa cho người ta. Hộ chiếu em ơi, thuê xe. Đây gần nhà nghỉ của mình á, có cái quán ăn này các bạn. Thấy người ta cũng đông người ăn, vô thử xem coi đồ ăn ngon không nha. Đây quán ăn đây. Không gian sạch sẽ nha. À, sát đường luôn. Đồ ăn của nó thì giá dao động từ 40 tới 45, 50 nha. Có hình ảnh minh họa nha các bạn. Rồi, bữa giờ không ăn cơm rồi, nay mình ăn với cơm đi. Bữa giờ ăn xôi, ăn bữa giờ ăn xôi, ăn canh, ăn bún. Này ăn cơm, có cà phê sữa đó nè. Đây cuối cùng dĩa cơm mình kêu đây các bạn. Nhìn cũng hấp dẫn nha, trứng với lại thịt băm ha, ớt. Trong này nó có ớt, nó có đậu đũa nữa các bạn. Xanh xanh là đậu đũa nha. Rồi mời các bạn cùng ăn với mình, ăn sáng với mình nha. Cái này nó là thịt heo rồi bầm bầm ra, nói chung cũng còn của còn to. Rồi lại xào với đậu đậu ve các bạn, xào với đậu ve, nói chung cay lắm cũng ngon. Còn đây là trứng hồng đào, nó chiên chưa có chín. Vậy hết lòng đỏ ra rồi các bạn. Rồi mời các bạn nha. Mình ăn cơm xong không? Mình ăn sáng xong á, mình sẽ muốn xe tại đây luôn các bạn. Giá thuê xe là 120. Một lát mình sẽ quay chiếc xe cho các bạn xem. Giá thuê 120 nhưng mà phải trả trước mà. Hình như là 7 giờ tối phải trả. Bây giờ tối muốn chơi gì đi bộ vòng vòng chơi đây. Dạ 7 giờ tối thì giá nó là 120. Còn nếu mà mở 24 tiếng thì nó là 180 á. 180 nữa. Tại cái chỗ cái khách sạn mình ở với lại cái chỗ muốn xe nó cũng gần các bạn. Mà chơi vòng vòng đây thì tối khỏi chơi xe cũng được. Gần đây có một cái khách sạn của người Việt Nam. Người Việt Nam là mới thuê lại thôi. Hiện tại người ta đã cho thuê phòng khách sạn và cho thuê xe thôi. Nhưng mà hôm nay mình vô người ta mình hỏi người ta nói hết rồi. Mà giá bên đó thì 150-200, 150-12 tiếng, 24 tiếng thì 200. Còn bên đây thì là 120-170. Mình ăn xong một lát mình sẽ review cái xe cho các bạn xem nha. Các bạn, chỗ motorbike cho thuê đây. Chỗ này cũng là chỗ mình ăn sáng luôn nè. Cách nhà nghỉ, cách khách sạn mình chắc 50m thôi. 24 tiếng nè, 170 nè, 120 nè. Là 7 giờ tối là phải trả nha, là 120. Còn 24 tiếng là 170. Muốn mướn nào mướn. Mình mướn 120 nha, tối 7 giờ mình trả nè. Bây giờ mình sẽ ra coi xe. Số điện thoại đi các bạn. Ai có nhu cầu liên hệ. Chiếc xe máy mình mới thuê đây, giá 120, không có xăng. Chắc đủ xăng chị, nó không biết đủ xăng chị tới cái xăng không nữa. Rẻ đó nhưng mà nó lại bù lại nó không có xăng. Thôi một lát mình đổ 30.
30 ngàn chạy đi cũng có hơn 10 cây số à. 30 ngàn là đủ rồi. Thì coi như là 450 nha các bạn. Hãy số xe đây. Công an bắt thì gọi số điện thoại trên phía trên xe nè. Nhưng mà lời mướn tôi nói ở đây không có công an bắt đâu, yên tâm. Nói chung là cái xe này mình rất là thích vì trước xe có cái đồ để điện thoại kìa, có thể định vị được. Rồi, thử thôi. Đi thôi, khám phá thôi, khám phá Văn Viên thôi các bạn. Xe máy ở Văn Viên, xe này xe tay ga. Đi đổ xăng hơi xa nha, chạy đi tới mấy cây số lần mới tới cây xăng. Cây xăng thì cũng thưa thớt người đổ à. Nhìn hơi cũ kỹ các bạn. Rồi, trước mặt mình có cây cầu sắt nha, nhìn cũng khá là dễ thương. Đây, cầu sắt kết hợp gỗ, à, cầu gỗ, vừa sắt vừa gỗ. À, những người chèo ca giác các bạn. Này không phải ca giác này, không dạo lại vậy. Rất là vui nha. Vui quá ha. Người ta đi động á, hang động á. Đây có rất là nhiều người Tây đi bộ. Lại thêm một cái cầu nữa, con đường khá là xấu các bạn. Khá là xấu luôn. Ôi dằn quá. Có mấy người Tây trải nghiệm đi bộ nè. À, tới đây đường có xi măng à, vậy đi hơn chút nhưng mà ổ gà rất nhiều luôn các bạn, nhìn ổ gà nè, chạy nhanh lọt ổ gà luôn. À, quá trời ổ gà. Đây có một số người trải nghiệm ta đi bộ vào thác. Tại vì nó cũng mấy cây số thôi. À, có người trải nghiệm đi bằng xe đạp nè, cũng là những người khách du lịch nè. Đây hai người vị khách đang đi xe đạp trải nghiệm đi vào trong hang động. Ở ngoài trung tâm nó có thêm những cái tour người ta đã book cho mình. Mình muốn có nhu cầu thì mình chỉ đặt thôi, là người ta sẽ đưa mình đi một vài điểm đẹp ở đây. Mình thì mình thích tự trải nghiệm hơn ha, tự đi muốn xe máy tự đi khám phá trải nghiệm. Còn nếu mình book ta cái tour ta đi là 25 đô 30 đô thì mình khỏe lắm, người ta chở mình đi không có phải lo nhiều khoản khác, không phải lo xe nè, không phải lo hỏi được nè. Xem những người đi trước người ta review hay là mình tìm kiếm trên mạng. Đây ổ gà đây, đường rất xấu luôn, chạy lọt xuống đây thì té xe nha. Ở đây có xe vượt địa hình. Tiếp tục đi thôi. Ở đây ta có những cái dịch vụ xe địa hình các bạn đó, những cái dịch vụ xe như vậy đó, xe địa hình. Hiện tại trời không có nắng nha, đã hơn 9 giờ rồi,
mà trời không có nắng. Những chiếc xe đặt Korean nè. Rồi một chiếc bị hư rồi, chiếc kia đi cứu nạn. Xe túc túc chở, có lẽ chở khách nhưng mà có ba lô nữa kìa, chứ không phải là vô thác chở đâu. Trường học school. Mình chạy lên gần chiếc hai chiếc địa hình quay cho các bạn xem. Cái bánh xe rất là to nha. Trải nghiệm chạy xe của địa hình. Tới rồi. Khu du lịch thác hang động. Mình sẽ bắt chạy vô đây gửi xe nha. Đây có bãi gửi xe máy đây. Rồi xe máy đã yên vị. Rồi giờ mình đi vào bên trong mình khám phá thôi, xem coi giá vé là bao nhiêu. Nó có gồm combo gì không? Bên đây là cái bãi đậu của Túc Túc. Còn bên đây là khu vực bán hàng. Nhộng đây. Giống như đun dừa các bạn. Giống đun dừa. Có lò nướng nè, mía nè, cây mía hơi nhỏ nha. Trứng, bắp. Bắp nè, bắp luộc nè. Đun dừa, nướng nè. Này, xếp ông nè, xếp ông thôi, xếp ông nướng. Ngày hôm nay mình tranh thủ qua đi được hai động không? Sắp đi. Rồi, trái cây đẹp quá. Trưng bày đẹp quá. Trái cây nhiều ha. Chủ yếu là trái cây, bắp, khoai. Có cái bánh rất là dễ thương nè, rất là dễ thương. Rất là đông người các bạn. Sao người ta không vô mà ta đi ra đây ta? Chắc ta vô đang động ra rồi ha. Phải tìm chỗ mua vé.
Nè, bưởi nè. Ờ, cái trái này trái gì ta? Có ếch nữa, ếch nướng nè. Ếch thì cóc nè, nướng. Đây cái cổng chào đây các bạn. À đây là cái vé nè. Ở đây ghi là 20 kiếp nè. Được đi vô trong đây nè. Rồi có vé rồi đi vô thôi các bạn. Trong kia có cái ông bảo vệ, ông ngồi ông ghê chắc ông chốt á. Kiểm vé đó. Đây có một hướng nè. Nó đi vào nè. Rồi vào thôi các bạn. Đây chỉ có mỗi tiếng của Lào thôi. Rồi đi sai đường rồi. Đây đi đường này mới đúng nè. À phía trên có zip line à, người ta đang đu dây. Vừa đây các bạn, 30.000. 2 đô la. 2 đô la một trái là 50.000. Wow, màu xanh rất là đẹp. Cá rất là nhiều nha. Rất là đông luôn các bạn. À, những người đang chơi zip line cho anh nè.